đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện do đồng chí Phạm Thế Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc cử tri xóm Quân Tát và xóm Đèo Xe, xã Phú Đình. Cùng dự có đồng chí Lý Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân huyện. Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri xóm Quân Tát và Đèo Xe, xã Phú Đình đã có 11 ý kiến, kiến nghị đến đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Trong đó, tập trung vào một số nội dung liên quan đến đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nội dung liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng, đầu tư xây dựng kênh mương, đường điện, công tác giáo dục. Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, lãnh đạo huyện Định Hóa đã trao đổi và làm rõ một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Ý kiến không thuộc thẩm quyền sẽ được đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiếp thu và gửi đến kỳ họp sắp tới.